Thoạt nhìn vào thì các bác cứ nghĩ là bức tranh này là được vẽ hoặc được in, nhưng nó tất cả đều được xếp bằng đá quý đấy, được xếp bằng đá quý. À, bức tranh này các bác nhìn vào này, nó thể hiện là một khu làng quê, có một ngôi nhà này, cây cảnh và xa xa có dãy núi. Bức tranh này nhìn rất là có hồn, rất là xa. Ngoài ra thì có hai chú ngựa. Hai chú ngựa này các bác chú ý hộ em là hai chú ngựa này đang kéo một xe vàng nhé, một xe lộc vàng, tiền vàng. Đấy, hai chú ngựa. Ngoài ra thì bên cạnh còn một đàn gà đây nữa. Đấy, có nhìn đàn gà chưa? Có cả gà trống, gà mái và gà con. Đây là thể hiện cho sự sung túc, no đủ, ấm cúng. Và ngựa thể hiện cho sự dũng mãnh nhé, dũng mãnh. Tất cả những bức tranh này nó đều có ý nghĩa, có nghĩa. Và những bức tranh phong thủy như này thì gia đình nào cũng đặt được bức tranh này, nhà nào đặt được, người người đặt được. Chứ nó không như những bức tranh là độc quyền, là nguyên con nọ con kia thì bắt buộc phải theo mệnh nọ mệnh kia. Nhưng những bức tranh này thì nhà nhà đặt được, người người đặt được. Và nó, đây các bác nhìn, đây là những chữ bức tranh. Và bức này đều có giám định đá, của chứng thư giám định đá quý rồi, các bác yên tâm. Chứ em sẽ giới thiệu về đó. Cái bức tranh này thì em quay gần lại các bác nhìn này. Những cái màu đỏ nó là đá ruby, đá quý ruby đỏ. Còn những màu xanh rồi nó có thạch màu hồng, thạch anh hồng, rồi là một số màu đây. Tất cả đều được xếp bằng đá quý và không dùng tạo màu ạ. Tạo màu là gì? Phẩm màu đấy. Tất cả đều được xếp bằng đá quý đấy. Em quay gần có nhìn thấy viên đá quý chưa? Đấy. Quay gần nhìn nó như thế này mà tại sao cách khoảng độ 50 phân đến 1 mét. Các bác nhìn bức tranh nó có hồn không? Đấy. Đá quý đây. Tất cả đều xếp vào đá quý này. Các bác nhìn này. Xếp đá quý hết. Thấy chưa? Tất cả đều được xếp vào đá quý. Và bức tranh này để cho các bác là 8 triệu. 8 triệu. Tất cả đều được xếp bằng đá quý, 100% bằng đá quý, không tạo, không phun màu. Không tạo, không phun màu gì cả. Các bác nhìn cái cây này. Đấy. Tất cả đều được tạo bằng đá quý hết, được chưa? Đấy, có thấy không? Bức tranh nó rất là có chiều sâu. Em quay gần cho các bác nhìn này, tất cả đều được xếp bằng đá quý hết. Đây. Thạch anh hồng, đá ruby đỏ này. Đá ruby này đắt tiền lắm. Đá ruby. Thì đấy, chứng thư đây ạ. Này, em quay xa các bác nhìn này. Đây em ngồi cách khoảng 80 cm. Đây bác nhìn này, một viên gạch đây. Viên gạch nhà em đây. Đấy, gạch 80 nhá. 80 cm mà các bác nhìn bức tranh nó đã có hồn như thế này rồi. Bởi vì là bức tranh xếp bằng đá quý mà 80 cm có hồn như này thì các bác phải biết rồi đấy, được chưa? Nó quá nghệ thuật. Chứ không, vẽ thì lại quá bình thường, thêu lại quá bình thường, nó lại dập khuôn em ấy. Này họ xếp bằng từng viên đá quý. Và đây, con này đã có chứng thư kiểm định ạ. Chứng thư giám định đá quý của bức tranh này là tranh gắn đá phong cảnh này. Được chưa ạ? Màu sắc thì có đỏ, vàng, nâu, lục, lam, hồng. Đây. Kết luận về đá quý thì gồm có đá ruby này, đá san phiết, đá mã não vân vân, một số đá đấy, thạch anh hồng các thứ. Có đọc đây. Được chưa? Đây. Cái phong cảnh ở trên cái chứng thư này là chính cái phong cảnh đây, là nó đây. Đấy. Nó đã được chụp lại và đã được đi giám định rồi. Giám định tại Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Tài nguyên Thiên nhiên Môi trường. Bức này có mức giá là 8 triệu, sau đây em sẽ đo kích thước cho các bác. Đo kích thước. Cái tấm này đi theo bức này nó mới có giá trị của nó ạ. Chứ còn không có tấm này thì nó không có giá trị. Chưa? Phải có tấm đấy nó mới có giá trị các bác. Em sẽ đo cái kích thước cho các bác nhé. Kích thước cho bác này. Cái kích thước chiều cao này. Chiều cao của bức này là 1 mét. Kích thước chiều cao 1 mét. Cái thước này của em tròn 1 mét được chưa? Cái thước chiều ngang này. Đây, dấu đây này. Chiều ngang này 1 mét để em đặt túi này. Đây 1m43. 1m43. Chiều ngang là 1m43. Chiều cao 1m, chiều ngang 1m43. Bức tranh. Chơi những bức này là mới giá trị các bác. Chơi những bức mà in, phun, vẽ, thêu thì nó cũng ẩm mốc nhanh lắm. Những bức tranh phải làm bằng đá quý này nó mới có giá trị. Mức giá của em nó là 8 triệu. 8 triệu bức tranh này. Các bác ăn bao nhiêu hết thôi. Nhưng mà bức tranh này nó theo các bác mãi mãi. Theo các bác mãi mãi luôn. Theo mãi mãi luôn.
Bác chú ý hộ em nhé, tất cả những bức tranh bán thị trường phải có chứng thư giám định này, phải có chứng thư giám định đá quý nó mới có giá trị nhé, được chưa? Vì là cái công đi giám định những bức này, gửi đi giám định những công những bức này thì mất tiền gần triệu rồi, tiền công đi giám định, tiền lệ phí giám định. Em ạ, cảm ơn.